top 10 anh hùng lớp A mạnh nhất trong One Punch Man. Hello, xin chào tất cả các anh em. Như chúng ta đã biết thì dịch bệnh Covid hoành hành khiến cho nền kinh tế ảnh hưởng nghiêm trọng từ năm ngoái đến cả năm nay, khiến cho nhiều người dân thất nghiệp phải cách ly tại địa phương, học sinh sinh viên thì phải học online ở nhà. Nói vậy thôi chứ tôi cũng đang nghiên cứu về anime để ngồi đây làm những video hay nhất cho anh em xem. Trong những chapter gần đây, chúng ta thấy được trận đại chiến hoành tráng giữa Hiệp hội Anh hùng với Hiệp hội Quái vật. Sân khấu của cuộc chiến thì phần lớn dành cho các anh hùng lớp S và một thằng lớp B ất ơ nào đó. Giỏi thì có người giỏi hơn. Núi này cao, sẽ có núi khác cao hơn. Vì thế, đừng bao giờ khinh thường người khác. Làm cho chúng ta đôi khi quên lãng mất công lao không nhỏ của những anh hùng cấp thấp khác. Trong hệ thống thứ hạng của Hiệp hội Anh hùng, mới đầu thành lập thì chỉ có 3 cấp là A, B và C. Cấp cao nhất lúc đó là cấp A. Tuy nhiên là do một số anh hùng có thành tích vượt trội hơn nhiều người khác, như là tự một mình đánh bại một hoặc là nhiều quái vật cấp cao nguy hiểm, nên là Hiệp hội quyết định cho thêm một cấp, xếp những anh hùng ưu tú nhất của nhân loại lên hàng ngũ cấp S. Không vì thế mà chúng ta coi thường những anh hùng cấp A đâu nhá. Thứ hạng của họ cũng được đánh giá là khá cao trong Hiệp hội. Có hơn 500 anh hùng thì có 38 anh hùng lớp A, họ chỉ xếp hạng dưới 16 anh hùng lớp S và xếp hạng cao hơn gần 500 anh hùng lớp B và lớp C còn lại. Nhiều anh hùng lớp A có lượng fan đông đảo, điển hình là Mặt Nạ Mật hay là nhóc Tario, bạn thân của Garu, là fan cứng của Lightning Genji sấm sét. Vậy sức mạnh của các anh hùng lớp A mạnh đến đâu? Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu top 10 anh hùng lớp A mạnh nhất trong One Punch Man. Bi vàng Golden Bow, hạng 26. Là anh hùng lớp A hạng 26, mở đầu cho danh sách là một anh hùng dùng vũ khí được cải biến từ súng cao su của Việt Nam chúng ta. Nhưng mà không thể xem thường sức công phá của những phát bắn. Viên đạn bi vàng trong tay Golden Bow có thể thông qua một tấm thép dày 20mm. Trong trận chiến với quái vật rong biển, chúng ta thấy cậu vàng nhà ta lép vế quá. Cậu vàng đi đời ông giáo ạ? Cũng bởi vì là gặp hàng khủng cấp độ Demon. Chứ anh em nhìn lại trận chiến gặp main chính Garu trong dạng người đi. Bằng súng cao su đạn bi vàng, Golden Bow đã khiến cho Garu bị dính thương hai đòn ở mặt và ở chân, tuy pha đầu là đánh lén, điều mà ít anh hùng không phải là cấp S solo 1v1 với thợ săn anh hùng có thể làm được. Cậu vàng trong One Punch Man có vẻ như hơi đổ đốn, thích nhậu nhẹt triền miên. Khi đánh nhau với Garu, cậu vàng cũng phải cố uống nốt cốc bia mà anh main lại không cho, đành phải đánh xong Garu rồi về uống tiếp. Sát kỹ, Hoàng Kim phá trận là tuyệt chiêu bắn ra nhiều viên bi vàng cùng một lúc trong địa hình hẹp để các viên đạn nảy qua nảy lại bao vây đối thủ gây sát thương khắp cơ thể. Tuyệt chiêu này sử dụng ban đêm tạo ra ánh sáng tuyệt đẹp như là đèn nháy của các dân chơi vậy. GMF mùa xuân, Spring Mustachio, hạng 28. Nếu Golden Bow đóng vai trò cậu vàng thì Spring Mustachio sẽ đóng vai trò là lão hạc do cả hai rất thân thiết với nhau trong cả nhiệm vụ với ngoài đời. Nhưng mà lão hạc phiên bản anime thì không nghèo, mà ngược lại ông rất giàu nhá. Anh em chỉ cần nhìn bộ vest sang trọng phong cách phương Tây của GMF là biết ngay lão là người có tiền rồi. Lão hạc phiên bản châu Âu như một quý ông lịch lãm, sử dụng thuần thục kiếm rapier, kiếm mảnh cạnh sắc. Tuy ở thứ hạng 28 thấp hơn so với người đồng nghiệp bi vàng, nhưng mà những màn thể hiện của GMF lại ấn tượng hơn về độ hiệu quả và sức mạnh. Nếu bi vàng là một xạ thủ tầm xa thì GMF mùa xuân thiên về cận chiến. Tuy nhiên, lão hạc có tuyệt kỹ ăn chiêu tầm xa là Tomboy Thrust. Khi sử dụng chiêu này thì lão vận lực cong cả kiếm, lấy đà rồi đâm thẳng, khiến cho kiếm dài xuyên thủng kẻ thù. Tuyệt chiêu này bị quái vật rong biển và Garu hóa giải cũng là do đối thủ ở một tầng đẳng cấp vượt trội thôi. Rồi kết cục của lão cũng tơi tả như các anh hùng khác. Sao trông nó lại như thế này? Nhưng mà những gì mà GMF mùa xuân đã thể hiện cũng đủ để khiến lão nằm trong top này. Cặp đôi lão hạc cậu vàng kết hợp chưa ăn ý với sức mạnh còn kém xa so với anh hùng cấp S. Cặp đôi khá là nhọ, toàn gặp hàng khủng nên toàn bị ăn hành. Mong là trong tương lai không xa, cặp đôi sẽ comeback phối hợp ăn ý với sức mạnh lớn hơn. 8. Người cây Green, hạng 24. Là anh hùng cấp A hạng 24 xuất hiện tại chap 135 của bộ truyện. Anh được cử vào nhóm hỗ trợ anh hùng lớp S trong cuộc tấn công giải cứu con tin với Hiệp hội Quái vật tại thành phố Z. Là truyền nhân của Hokage đệ nhất Senju Hashirama, Green có thể sử dụng mộc độn. Green có thể điều khiển thực vật dạng dây leo mọc quanh cơ thể, tấn công, bắt chói nhiều kẻ thù cùng một lúc. Anh đã cứu giúp anh hùng Shipper lớp A khi mà xạ thủ bị kẹt đạn. Khả năng của Green như một người hỗ trợ bắt chói quái vật cho các anh hùng khác dễ ra tay. Thực vật do Green điều khiển chia sẻ hệ thống thần kinh tạo lợi thế linh hoạt trong chiến đấu. Đi kèm theo đó, khả năng đấy cũng tồn tại khuyết điểm. Thực vật sử dụng càng nhiều thì lại càng khiến cơ thể yếu đi.
nên Green chỉ hạ được đám quái vật từ cấp hổ trở xuống, còn cấp quỷ như là đô vật tê giác hay là cấp rồng Nyan thì Green không là đối thủ. Chứ nếu mà sở hữu sức mạnh như cụ nhất thì sức mạnh của anh chả ngán bố con thằng quái vật cấp rồng nào trong phim cả. Chắc chỉ sợ mỗi thằng đầu trọc ất ơ nào đấy thôi. 7. Tóc hai đuôi Twin Tail hạng 11. Cũng cùng với Green, tóc hai đuôi Twin Tail là anh hùng cấp A hạng 11 thuộc đội hỗ trợ anh hùng lớp S giải cứu con tin tại thành phố Z. Twin Tail có ngoại hình như một diễn viên xiếc. Đặc điểm nổi bật là hai tóc đuôi dài được buộc bởi hai dây buộc tóc, mỗi dây có 4 con xúc sắc, các mặt đều là 4 điểm, có nghĩa là đối đầu với tóc hai đuôi thì chỉ có tử. Bị chị đại Tatsumaki với mặt nạ mật coi thường, Twin Tail tiên phong mở màn phản công các vòng vây của hiệp hội quái vật. Tóc hai đuôi khẳng định chắc nịch là bọn tôi có thể tự bảo vệ bản thân, cho đến khi gặp đô vật tê giác rồi Nyan thì... Twin Tail sử dụng hàng loạt các vũ khí như là dao, gậy, bi sắt trên cả hai tay cùng một lúc như là trò chơi tung hứng. Với tuyệt kỹ vòng xoáy tử thần, tóc hai đuôi có thể hạ nhiều quái vật cùng một lúc. Dường như là Twin Tail là anh hùng mạnh nhất trong đội hỗ trợ. Các anh hùng cấp A trong đội hỗ trợ được thành viên hội đồng Senkinga đánh giá rất cao về sức mạnh. Senkinga dùng vẻ mặt đầy tự tin đanh thép nói với đồng đế rằng nếu không có S-Class thì họ đều là những anh hùng top rank. Anh nói cái điều hiển nhiên mà ai cũng biết, nếu mà không có lớp S ý, thì lớp A chả cao nhất thì còn gì nữa. Chung quy lại thì nhóm anh hùng hỗ trợ cũng khá mạnh, nhưng mà chỉ đủ sức hạ gục đám creep cấp hổ đổ xuống. Chứ gặp mấy con quái to to cấp quỷ hay là các tư lệnh rồng thì lại ăn hành ngập miệng ngay. 6. Stinger hạng 10. Stinger là anh hùng lớp A hạng 10 với ngoại hình ngay ngái khá bảnh, từ mái tóc cho đến bộ quần áo bó sát cơ thể. Vũ khí của anh là cây gậy có đầu hình măng trúc, dùng như mũi khoan lớn tấn công kẻ thù. Đừng vì ngoại hình gây hài hước của Stinger mà coi thường sức mạnh của anh. Một mình Stinger càn quét tiêu diệt toàn bộ đám cư dân đại dương thân hình khổng lồ. Nhưng đó chỉ là đám cấp hổ mà anh Stinger lại cứ ngỡ chúng là cấp thần. Với tuyệt kỹ Gigantic Drill Stinger Quadruple Thrust, mũi khoan khổng lồ, lực đẩy gấp 4, Stinger hạ được 4 con quái vật cấp hổ cùng một lúc. Màn thể hiện tuyệt vời của Stinger đã va vào mắt xanh của vua biển sâu. Deep Sea King vô cùng tức giận, cho ăn trọn một đấm gục luôn. Đừng nghĩ anh nóng, hơi mệt đấy. Thấy vua biển sâu hạ được Stinger, Max tia chớp, anh hùng lớp A hạng 20 cũng phải run sợ chờ chi viện tới mới dám quây bắt. Hay trận vây bắt Garou, thợ săn anh hùng muốn được solo 1-1 với Stinger. Đấy chỉ là cái bẫy của Garou, chứng tỏ sức mạnh của Stinger được đánh giá cao hơn nhiều so với các anh hùng lớp A khác. Tính cách của Stinger nóng nảy, khá tự tin về sức mạnh của mình nên là anh mới bị Garou lừa đánh bại đội hình vây bắt của các anh hùng. 5. Death Gatling hạng 8. Death Gatling là anh hùng lớp A hạng 8, có ngoại hình như một hiệp khách giang hồ khi anh khoác một chiếc áo choàng với khuôn mặt đầy sẹo trông khá bụi bặm. Khác với các anh hùng lớp A khác, Death Gatling là một anh hùng khá thông minh. Anh tỉ mỉ lên kế hoạch, tập trung nhiều anh hùng cấp A trở xuống khác, tập trung thành một tổ đội để săn một mục tiêu lớn như quái vật bạch tuộc nhiều mắt cấp quỷ hay là Garou khi bị trọng thương. Death Gatling sử dụng súng máy 6 nòng liên thanh, có thể xả đạn liên tục, đủ để đỡ đòn bằng chân của bạch tuộc nhiều mắt. Tuyệt kỹ Death Shower biến đầu khuôn mặt thành đầu lâu, bật chế độ xả hết đạn vào một mục tiêu, khiến cho quái vật tan xương nát thịt. Xui thay lại đụng trúng Garou, bị anh men tóc trắng hóa giải được, rồi bị Garou nói đạo lý cho cay cú. Deathling liều mạng lao lên rút dao cận chiến, bị Garou đấm cho to cả đầu. Kế hoạch lấy nhiều đập ít của Death Gatling thất bại cũng chỉ vì do anh luôn đố kỵ những ưu đãi của hiệp hội anh hùng với lớp S. Còn những anh hùng lớp thấp hơn thì cũng liều mình ra trận nhưng không được tôn trọng, mất quyền bình đẳng. Death Gatling cho rằng không chỉ anh hùng lớp S mới được mọi người tôn trọng, còn có rất nhiều anh hùng lớp A tài năng khác. Thế cho nên là tôi mới làm video này để tôn vinh sức mạnh của các anh đấy. 4. Bushi Drill hạng 4 là anh hùng lớp A hạng 4 của Hiệp hội Anh hùng, một trong 3 đệ tử xuất sắc nhất của đấm Yasuo Samurai Nguyên Tử. Bushi Drill có ngoại hình như Samurai thời phong kiến. Vũ khí của anh là một thanh kiếm hình mũi khoan lớn, nhọn ở đầu, có đính nhiều nanh sắc nhọn xung quanh, khiến vết thương quái vật rách rộng hơn khi chém chúng. Sức mạnh của Bushi Drill được thể hiện trong cuộc chiến với Hiệp hội Quái vật khi anh cùng với các đồng nghiệp khác dễ dàng tiêu diệt hàng loạt các quái vật cấp hổ trở xuống. Khi 3 kiếm sĩ kết đệ tử của đấm Yasuo kết hợp lại, họ có thể đánh bại quái vật cấp Demon, quỷ tóc dài. Chiến công đánh bại quái vật cấp quỷ khiến 3 đệ tử Samurai có sức mạnh vượt trội hơn các anh hùng lớp A hạng dưới. Fubuki cho rằng nếu không có mặt nạ mật giữ top 1 chặn cửa thì 3 đệ tử của đấm Yasuo đã lên được lớp S rồi.
chúng ta cũng thấy rõ sức mạnh hiện tại của ba kiếm sĩ còn khá là non so với các anh hùng cấp S. Như khi gặp quái vật cấp Demon khác là bạo dâm Duess, họ không thể đánh bại ả, phải nhờ mặt nạ mật cản giúp họ rời sang khác. Hay là quái vật cấp Dragon quỷ nước, họ chỉ có thể chịu trận cùng đồng đế mà không thể làm gì khác. Nhưng mà không sao, đệ tử của đấm Yasuo đạt được 3 thứ hạng cao trong hiệp hội anh hùng là quá ok la rồi. Vỗ tay, vỗ tay! 3. Okamaitachi hạng 3. Okamaitachi là anh hùng lớp A hạng 3 của hiệp hội anh hùng, cũng là đệ tử của Samurai Nguyên Tử. Ban đầu thì tôi còn nhầm đây là nữ kiếm sĩ, khi đọc thêm mấy chap sau, hóa ra đây là BD chính hiệu. Vì được gay nên là Okamaitachi ăn mặc, cử chỉ hành động cùng với ngôn từ như mấy bạn bánh bèo vậy. Cô có một tình yêu mãnh liệt với các idol như là mặt nạ mật, thậm chí cả con quỷ tóc dài đẹp trai, học sinh giỏi môn ngữ văn tán đổ cô. Nhưng mà do ở hai phe đối đầu, họ đành chấm dứt tình yêu chấm nở, lao vào múc nhau. Sức mạnh của Okamaitachi được hai đồng đội đánh giá rất cao. Cô sử dụng thanh kiếm hình lưỡi liềm sắc bén. Kiếm khí của cô khá mạnh với chiêu thức Hikuken là một đòn tấn công tầm xa dưới dạng lưỡi liềm gió. Chiêu đó chỉ bắt nạt bọn quái vật cấp Tiger đổ về thôi, chứ gặp cấp Demon trở lên ấy thì chẳng có tác dụng gì cả. Thôi dù gì thì cũng học được chiêu chém ra gió của đấm Yasuo cũng đã là quá ghê gớm rồi. 2. Lion hạng 2. Là anh hùng cấp A hạng 2 của Hiệp hội Anh hùng, là đệ tử yêu quý nhất của Samurai Nguyên Tử. Anh có nhiều đất diễn hơn hai đồng đội của mình. Với ngoại hình như một kiếm sĩ, anh khoác lên mình bộ áo giáp sắt, sử dụng thanh katana dài. Xuất hiện tại arc Người Ngoài Hành Tinh, Lion đi cùng với sư phụ của mình đến cuộc họp cấp S. Anh đã giải cứu hai cha con dân thường, chém túi bụi, rách toác người quái vật cấp rồng Mel'Zagat. Với cơ thể tạo nhanh như ma bư trong Dragon Ball, Lion sao là đối thủ. Anh bị nó đánh bay mất một tay. May là lúc đó đấng Yasuo đến cứu kịp, không thì anh đã xanh cỏ từ lâu rồi. Cầm cự một lúc với quái vật cấp rồng là một thành tích không phải là anh hùng nào cũng có thể làm được. Sau khi mất một tay, kiếm thuật của Lion không hề suy giảm, anh chăm chỉ tập luyện. Khi đấu với đô vật tê giác, anh được con quái vật đó cho 69 điểm trên thang điểm 100. Một điểm số vượt trội hơn hẳn các anh hùng lớp A khác, chỉ từ 5 đến 30 điểm là cùng. Khi gặp khó khăn chiến đấu với quỷ tóc dài, Lion nhớ lời dạy của sư phụ, khích lệ đồng đội vượt qua giới hạn, tiến lên chiến đấu và giành thắng lợi. Đúng là đệ tử cứng của đấng. Nhìn chung lại thì ba đệ tử của Samurai mạnh hơn so với các cấp A khác, ngoại trừ nhân vật top 1 sau đây. Mặt nạ mật Sweet Mask hạng 1. Là anh hùng top 1 lớp A, anh sở hữu sức mạnh vượt trội hẳn so với các anh hùng cấp thấp khác. Sức mạnh của Sweet Mask thậm chí còn nhỉnh hơn so với một số anh hùng cấp S hạng thấp như là Bà Mẹ Ngục Tù hay là Tank Top Master. Nên anh rất kiêu ngạo, luôn khinh thường các anh hùng yếu đuối. Anh quyết định giữ vị trí top 1 lớp A để không cho những anh hùng năng lực thấp kém lên được lớp S. Sức mạnh vượt trội của anh đến từ việc bản thân anh vốn dĩ là một con quái vật, nhưng mà mặt nạ mật luôn căm ghét quái vật, bằng chứng cho thấy anh luôn nghi ngờ Zombie Man. Anh thẳng tay tiêu diệt lũ quái vật không chút nhân nhượng. Thậm chí là hiệp hội anh hùng yêu cầu anh bắt sống người cổ đại mọi rợ Supon, nhưng không, anh cho nó ăn chuối cả nải luôn. Hay là đám người giải cứu Narinki thuê do bị Duess khống chế, anh cũng không tha mạng. Sở hữu kỹ thuật thượng thừa, sức mạnh vật lý khủng khiếp, anh dễ dàng một mình hạ gục quái vật cấp quỷ, điều mà không một anh hùng lớp A trở xuống nào khác làm được trừ anh hói hack game. Mạnh mẽ là vậy, nhưng mà mặt nạ mật có một điểm yếu chí mạng, đó là anh bị ám ảnh những thứ xấu xí. Chính điểm yếu đó, anh bị quái vật cấp rồng quốc trưởng xấu xí xé nát cơ thể. Do bản thân anh cũng là một con quái vật xấu xí nên anh luôn dùng mặt nạ đẹp trai để làm ca sĩ, sở hữu lượng fan nữ đông nhất phim. Sau này anh được chàng hói giác ngộ tư tưởng và trở thành một trong những fan cứng hiếm hoi của Thánh Trọng. Tổng quan lại, trừ mặt nạ mật Sweet Mask ngang tầm lớp S, các anh hùng lớp A khác còn phải phấn đấu tập luyện, săn boss, nạp thẻ nhiều thì mới đuổi kịp được anh hùng lớp S. Trong tương lai, hy vọng là các anh hùng lớp A sẽ mạnh mẽ hơn để có nhiều đất diễn hơn. À mà hiện tại trong chuyện bản đẹp, anh hói nhà ta vẫn chưa lên được cấp A, còn đang cố gắng bon chen để leo rank đây. Trên đây là top 10 anh hùng lớp A mạnh nhất trong One Punch Man. Anh em thích nhân vật nào nhất thì hãy để lại bình luận ở phía dưới nhé. Nếu thích video này, hãy like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo để ủng hộ tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở các video tiếp theo.